bạn nghe có một khúc Tam Luân là ba cái bánh xe, Cửu Chuyển là 9 lần thay đổi, mà ba bánh xe đó tức là ba cái hồi trong tu luôn luôn. Cửu Chuyển 9 bậc kèn ở cao xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp. Thì cái đó để rằng là Trung Quốc thay những ngày mở rộng ra đại giác là như thế.